now turn up. Rồi chào các bạn đến với kênh Ali Bình Nốt Ví Sầu. Giờ là kèo ba xã nha các bạn. Kèo bên đây là anh cò nhân với lửa. Bên đây là bên kia là trắng thiện với nhóc nhỏ. Điểm 1-0. Quá hay nha nhóc nhỏ này, điểm 2-0. Quá khéo cho anh cò rồi, điểm 1-2. Điểm 3-1. Quá kéo vô trắng rồi. Điểm 4-1. Quá kéo vô anh rồi, điểm 2-4. Tốt, cơ hội. Quá khéo rồi, điểm 3-4. Điểm 4 điều. Vẫn còn quá hay của lửa rồi. Quá khéo rồi. Đúng rồi, ở đó anh mới chuyền cầu phải chứ chuyền cầu trái ăn ai. Điểm 5-4. Điểm 6-4. Điểm 7-4. Trời gác 4-0, 4-1. Điểm 7-4. Pháo bóng ngoài, điểm 5-7. Điểm 8-5. Phát qua phát lại, phát qua phát lại. Điểm 6-8. Quá khéo rồi, điểm 7-8. Bắt gì thua không bắt.
Bánh gà cho rửa bắt cho một rồi phát bóng ngoài, thêm một trái phát ngoài của trắng nữa. Điểm 97. Bung trắng luôn rồi. Điểm 89. Cơ hội cho anh kia lên 9 điều. Vẫn còn. Vẫn còn. Đây một phá giờ pha của giống nhỏ nè. Điểm 08. Không tám. À điểm 97. Không được, tao không được đâu. Tôi chạy là đúng rồi. Nè, này điểm 07. 07. Nãy em điểm 08 ở bên hai bên không chịu. Điểm 07. Điểm 80. Điểm 90. Chị ra cho nó điểm 19. Điểm 01, điểm 10, 11. Đánh bóng tốt của anh còn nha, điểm 12, 10. Hay không? Quá tốt cho nhóm nhỏ này, điểm 11, 12. Cơ hội lên 12 điều coi. 12 điều. Thank you.
Rồi cơ hội lên 13, 12 được không? Chưa được. Điểm 13, 12 quá tốt rồi lận. Trắng hả, đập trái banh nó lên 13, 12 luôn rồi. Đánh bóng tốt của nhóm nhỏ. Điểm 13 đều. Quá khéo rồi, điểm 14, 13. Dạ. Thôi nè anh em. Anh em cũng ngon. Dạ. Bố ba. Rồi kết thúc số bàn nha các bạn. Bên đây thắng 15, 13. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà có sát hai mình sẽ quay sát hai cho các bạn nha. Bye bye.